Mùa xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh và hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một chiếc xe phục vụ gia đình đi trong phố, một chiếc xe rất là nhỏ gọn. Chiếc xe Hyundai i10 sản xuất là 2017. Xe làm bánh với quãng đường là hơn 40.000 km, sử dụng khối động cơ là máy 1.2. Điều đặc biệt là đây là phiên bản cuối cùng của phiên bản nhập khẩu. Xe có ngoại thất là màu xanh, nội thất ghế da hai màu, cực kỳ đẹp da lộn kết hợp với cả da kết hợp với cả lỉ anh chị ạ. Tổng quan về chi tiết về ngoại thất của chiếc xe thì được bác chủ bác là rất giữ gìn nên nó vẫn còn giữ được trong tình trạng là hoàn hảo. Cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ xe không đâm va, không ngập nước, động cơ hộp số còn nguyên bản, bao trách hãng hoặc là gara chỉ định. Anh chị bạn chỉ cần bảo chỗ nào em đánh xe qua để các bác có thể kiểm tra. Có hỗ trợ ngân hàng cho anh chị và các bạn lên tới 70%, thủ tục nhanh gọn thông tin cụ thể về thời gian vay lãi suất hay liên hệ em hoặc là anh chị bạn có thể là qua trực tiếp cửa hàng là bạn Xuân Auto. Địa chỉ đơn vị là 269 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội có để xem xe và lái thử. Để tổng quan thì em sẽ quay qua để các bác có thể tham quan đây. Với đây là phiên bản full số tự động. Nó sẽ còn có phiên bản số sàn nữa. Sedan và hatchback. Với bản này người ta hay gọi là bản đuôi cụt đấy ạ. Một chiếc xe rất đẹp trong cái tầm giá của chiếc xe hiện tại chỉ chẳng khoảng hơn 300 triệu một chút thôi Là anh chị bạn có thể sở hữu rồi với một chiếc xe nhập khẩu Công nghệ an toàn được kiểm chứng rất là nhiều rồi Cũng như là khả năng tiết kiệm nhiên liệu Không gian nội thất bên trong thì với những chi tiết nội thất được pha phối màu đỏ và đen Bên cánh cửa thì có các phím điều chỉnh lên xuống kính chỉnh gương, khóa cửa trung tâm Các phần ốc bản lề, ốc cánh cửa của chiếc xe thì nó vẫn còn trong tình trạng là nguyên bản em quay qua để các bác có thể thấy được chất của chiếc xe. Còn giá thì nó hơn 300 đấy nhưng các bác cứ quan tâm thì cứ liên hệ em sẽ có một cái giá tốt nhất và ưu đãi gửi đến anh chị và các bạn. Đây là tờ số km thực tế của chiếc xe anh chị ạ. Cùng Với bên đây thì đó là một cái màn hình giải trí tích hợp với các phim điều chỉnh chức năng. Đây là những các uh, chi tiết cần số rồi là phanh tay. Mọi chi tiết rất là đẹp và hoàn hảo anh chị ạ với tính năng công nghệ thì nó cũng vừa đủ để anh chị bạn sử dụng rất là nhỏ gọn để phù hợp với các chị em phụ nữ về kiểu dáng thời trang cũng như là đưa con nó con đi học thì đây là một chiếc xe rất là thuận tiện để anh chị bạn có thể là quay đầu trong những cái cung đường chật hẹp Đấy. tìm biến đỗ cũng rất là thuận tiện nhỏ gọn không tốn diện tích với không gian bên hàng ghế khách hoàng khách thì nó sẽ rộng rãi để anh chị bạn có thể ngồi vừa đủ ba người mọi chi tiết về cánh cửa cũng như là sơn si vẫn còn rất là hoàn hảo điều đặc điểm nó hơn ở các phiên bản kia morning là nó có trang bị cho anh chị và các bạn là cảm biến cam lùi ở morning cũng có cam lùi thôi nó chỉ hơn nhau một cái cảm biến thôi về tầm tiền đây là những phần lớp sơ cua của chiếc xe thì các bác có thể tham quan. Mọi chi tiết vẫn còn nguyên bản từ cái lắp thùng này, cái thùng của cốp để các bác có thể thấy. Không hề có hiện tượng bị đâm va gì cả. Lớp sơ cua vẫn còn mới nguyên. Các chi tiết sơn si này. Đấy, bác chủ bác đi rất là giữ gìn. Đây là những cái chi tiết về phần bên phụ của bên lái đây các bác có thể tham quan với hệ thống tabli tablo rồi là chất lượng ghế, phải nói rất là hoàn hảo Mọi chi tiết rất đẹp Địa chỉ xem xe thì anh chị bạn nhớ giúp em đó là 269 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Các bác có nhu cầu có thể qua trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm và lái thử ạ Chất lượng của chiếc xe thì đơn vị luôn nói rõ trên văn bản hợp đồng giấy tờ Nên các bác có thể yên tâm chọn lựa và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan về phần máy móc của chiếc xe với khối động cơ máy của chiếc xe nó sử dụng là máy 1.2 cho anh chị và các bạn là cái khả năng vận hành trong phố cũng vừa đủ và tiết kiệm nhiên liệu cảm giác lái thì nó sẽ không được bằng chầm lớn được Đấy, những cái chi tiết về phần uh, keo chỉ ốc ác rất là còn nguyên bản với cái tầm giá nó chỉ hơn 300 triệu là anh chị bạn có thể sở hữu máy một chiếc xe sản xuất 2017 nhập khẩu và rất là phù hợp với các bác là mà đưa đón con đi học trong phố hoặc là di cần di chuyển trong phố này lái mới mình muốn uh, sử dụng một chiếc xe nó vừa tầm tiền sau khi bán đi nó sẽ không bị lỗ nhiều và quen chân côn chân quen chân ga cũng như là có thể là vận hành tốt sau đó mình có thể đổi lên một cái chiếc xe đời cao hơn thì đây là một chiếc xe đáng để anh chị và các bạn có thể lựa chọn và vừa rồi thì em đã cập nhật thông tin đầy đủ cho các bác về chiếc Hyundai i10 phiên bản máy 1.2 số tự động nhập khẩu 2017 phiên bản hatchback nếu anh chị và các bạn có nhu cầu thì có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và lái thử. Mọi chiếc xe bán ra tại cửa hàng thì luôn cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ. Xe không đâm va, không ngập nước, bao trách test toàn quốc và có hỗ trợ 70% giá trị xe cho các bác nào đang có nhu cầu mua trả góp. Anh chị và các bạn cần xem thông tin cụ thể về mẫu xe thì có thể truy cập ngay tại web autosehoi.com Tại đó em có cập nhật đầy đủ cho anh chị và các bạn thông tin về hình ảnh, rồi là thông số của chiếc xe, giá bán thì cập nhật thường xuyên liên tục 24 trên 24. Nên anh chị và các bạn có thể nắm bắt được thông tin giá cả thị trường. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ. Xin chào và hẹn gặp lại.